Chào các bạn, ngày hôm nay xe máy Thành Tâm sẽ giới thiệu với các bạn một con xe cực kỳ đặc biệt ở xe máy Thành Tâm luôn. Bên mình mới vừa về một con phân khối lớn, kế bên mình là Honda CB300R. Vậy con CB300R này có gì? Thì ngay sau đây mình sẽ thông tin chi tiết cho các bạn nha. Điều đầu tiên, đây chính là dòng xe phân khối lớn thuộc phân khúc mô tô của Honda các bạn. Để mà chạy với xe này không bị mấy anh mắc lại á, thì các bạn cần phải chuẩn bị bằng lái A2 nha các bạn. Điều đầu tiên mình lưu ý các bạn là các bạn cần phải có bằng lái A2. Về ngoại hình, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số đồ chơi chi tiết mà chủ trước đã trang bị cho em này. Về phần đồ chơi thì đây, trang bị tay thắng Anderlin bình dầu gời, bao tay nè, speeder, gù CNC inox nha các bạn. Đây, tiếp đến thì ở cái phần xe zin đó các bạn, xe hãng thì không có cái phần chắn gió này, nhưng mà chủ trước cũng đã lên cho mình một cái chắn gió như thế này, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Và đặc biệt các bạn, lên cái chắn gió này giúp cho chúng ta có thể nhìn đồng hồ, quan sát những cái thông tin đồng hồ được rõ hơn khi mà đi ra ngoài trời nắng các bạn. Đây, vừa có công dụng là làm xe ngầu nè, chắn được gió nè, và đặc biệt là giúp chúng ta có thể là quan sát các cái chi tiết, các cái thông số trên đồng hồ dù ra ngoài nắng gắt các bạn. Tiếp theo các bạn, một số chi tiết trên xe thì chủ trước cũng đã nhúng carbon nè các bạn. Đây, xe cực kỳ ngầu luôn. Cái dãy nhựa ở cái phần bình xăng nè các bạn. Tiếp đến là các cái phần bên hông xe các bạn đều là nhúng carbon hết nha các bạn. Đây, phần dàn sau, chắn bùn sau cũng là nhúng carbon luôn. Xe cực kỳ ngầu. Kế đến cái phần thân xe các bạn, cái này là chống đổ. Chống đổ nó làm liền với cái khung sắt của xe luôn. Nhìn tổng thể xe rất là thống nhất các bạn, cực kỳ mạnh mẽ, không có cái chi tiết thừa luôn các bạn. Vừa rồi là mình thông tin cho các bạn một số đồ chơi mà xe này có. Thì bây giờ tới các cái thông số kỹ thuật, các cái thông số zin của xe các bạn. CBR300 này, xin lỗi các bạn, CB300R này sở hữu một cái thắng đĩa trước của Nissan 4 bít tông và có cả trang bị công nghệ ABS, một cái trang bị rất cần thiết cho các cái dòng xe phân khối lớn các bạn. Và đặc biệt CB300R thì cũng có trang bị thắng ABS. Phía lên trên thì trang bị một cặp cuộc upside down của nhà Showa các bạn, cực kỳ chắc chắn và cực kỳ, mình cảm thấy là cực kỳ to luôn các bạn. Giúp cho chúng ta có thể vượt mọi địa hình một cách êm ái nè, giảm sốc cho xe khi mà di chuyển trên đường một cách rất là hiệu quả luôn. Tiếp đến về phần đèn chiếu sáng các bạn, CB300 khác với các dòng xe mô tô khác vẫn giữ một cái thiết kế bóng đèn tròn cổ điển các bạn. Tuy nhiên ở đèn này thì trang bị led 2 tầng và có cả flashing nữa các bạn. Đây đó, vừa giữ được nét cổ điển mà vừa trang bị những công nghệ hiện đại, một sự kết hợp cơ bản là hoàn hảo. Tiếp đến về phần phía sau các bạn, ở CB300R trang bị một cái bánh sau cực kỳ lớn đó, giúp cho xe có độ bám tốt hơn trên mọi cung đường nè, di chuyển một cách là êm ái và đầm hơn. Đặc biệt trang bị luôn đĩa sau vẫn là Nissan nha các bạn, và có cả hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở thắng sau hai kênh là trước sau luôn. Một con mô tô trang bị đầy đủ với công nghệ hiện đại và an toàn. Kế đến thì cái phần bô, các bạn có thể nhìn thấy cái bô zin của CB300 khá là to đó các bạn, rất là to luôn. Điều này thì sẽ giúp cho tiếng động cơ sẽ giòn hơn, và đặc biệt nếu mà các bạn nào thích những cái âm thanh mà nó giòn giả thì CB300R đáp ứng đủ nhu cầu đó. Tiếng động cơ khá là giòn và lớn luôn các bạn. Sẵn đây mình sẽ đề máy cho các bạn biết được, nghe được cái tiếng của CB300 ha. Vừa rồi là tiếng động cơ của CB300R các bạn. Sẵn đây mình ngồi trên con xe này thì cảm nhận cái phần yên của CB300R rất thoải mái, cực kỳ thoải mái luôn. Chiều
chiều rộng của yên giúp cho chúng ta ngồi thoải mái, đặc biệt cái yên phía sau các bạn nó không có cảm giác như là nó quá hẹp với cái khoảng cách này. Chính vì thế cái việc ngồi đi đường xa giúp cho chúng ta cực kỳ thoải mái các bạn. Ở yên phía sau thì làm to rộng và không quá dốc, giúp cho người ngồi sau nó sẽ thoải mái hơn. Và điều đặc biệt, chiều cao xe này không quá cao các bạn, tuy là mô tô nhưng mà cũng đáp ứng được cái tạng người của châu Á, đặc biệt là người Việt Nam mình các bạn. Theo mình thì khoảng 1m6 đến 1m65 vẫn có thể chống chân dễ dàng và sử dụng con CB300R này dễ dàng các bạn. Vậy thì một con xe mô tô với phân khối cực kỳ lớn 286cc với thiết kế cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nha các bạn. Một con mô tô cổ điển và hiện đại như vậy thì các bạn có thích nó hay không? Hiện tại con này bên mình bán với giá là 82 triệu. Với cái giá 82 triệu này thì các bạn chỉ cần đưa trước khoảng 22 đến 32 triệu. Còn lại bên mình hỗ trợ hồ sơ góp cho các bạn. Các bạn chỉ cần khoảng tầm đâu đó 22 triệu là các bạn có thể sở hữu một con siêu phẩm phân khối lớn trong phân khúc cao cấp mô tô của Honda rồi các bạn. Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa, hãy đến Thành Tâm để xem xe, chốt ngay em nói nha.